Mình rất thích các cái mẫu TV của LG bởi vì đơn giản là các mẫu TV của LG nó có một cái màn hình rất là đẹp. Mình có thể sử dụng cái màn hình này để mà trình diễn các cái bức tranh như thế này. Mình có thể để ở bên trong phòng khách để làm một cái vật decor trang trí ở bên trong gia đình, thay vì việc nó chỉ có tác dụng đó là xem TV, đúng không nào? Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đây là mẫu TV LG QNED 80. Cái phiên bản mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay sẽ có kích thước là 65 inch. Cái kích thước 65 inch này thì nó khá là vừa phải đối với cả một cái phòng khách ở căn nhà của bạn. Ví dụ như là bản thân nhà mình đang sử dụng bây giờ cũng là một cái mẫu TV có kích thước là 65 inch. Thêm một cái điểm nữa đó là cái mẫu TV này thì nó sẽ có màn hình 4K, tần số quét là 120Hz. Ngoài những điểm đó ra thì cái TV này nó còn có điểm gì đặc biệt nữa? Đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn là nó đang chạy cái bộ vi xử lý Alpha 7 Gen 5 AI Professional 4K. Đấy, bộ vi xử lý này thì sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm về hình ảnh rất là tốt. Nhưng mà trước khi nói về những cái yếu tố này thì chúng ta sẽ đi đến từng phần của cái mẫu TV này nhá. Đầu tiên ý, là về phần thiết kế, các bạn có thể nhìn thấy là cái TV này có một cái viền màn hình rất là mỏng luôn. Với những cái TV có viền màn hình mỏng như thế này thì khi chúng ta để những cái hình ảnh tĩnh chẳng hạn, như nhiều hình bức tranh hay cái gì đó, thì chúng ta nhìn cái mẫu TV này nó giống như là một cái khung tranh trông rất là đẹp mắt, đúng không nào? Hay là khi mà chúng ta xem các cái nội dung ở trên TV như này thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nhìn tràn viền, một hiệu ứng thị giác cho ra rất là tốt. Đấy, chúng ta sẽ có hai cái chân đế để ở hai bên như thế này, và chúng ta cũng có thể sử dụng cái TV này để treo tường được. Và thêm một cái điểm nữa đó là nó cũng sẽ có những cái phiên bản chân đế hình chữ C như ở trên hình mà các bạn nhìn thấy. Đấy, với những cái mẫu chân đế như thế thì trông TV nó cũng sang hơn. Đấy, và nói chung là về cái cách thiết kế của LG thì mình thấy là trông rất đơn giản nhưng mà sang trọng và tinh tế. Rồi, tiếp tục nữa nào. Về màn hình thì sao? Những thông số cơ bản mà chúng ta cần phải biết về một cái màn hình của cái TV. Thứ nhất, đó là cái kích thước màn hình của nó là bao nhiêu? Sản phẩm này có kích thước màn hình là 65 inch. Đấy, như vừa nãy mình cũng đã nói, 65 inch thì nó không phải là quá to nhưng nó cũng không phải là quá bé. Và bản thân nhà mình bây giờ đang sử dụng một cái TV 65 inch thì mình thấy là rất là vừa phải. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là độ phân giải 4K là đủ sắc nét cho chúng ta rồi. Và cái thứ ba đó là tần số quét 120Hz nó sẽ giúp cho chúng ta xem những hình ảnh ở trên này, những chuyển động ở trên này nó sẽ rất là mượt mà. Nếu mà bạn xem TV nhiều thì bạn sẽ nghe thấy một cái thuật ngữ đó là quantum dot, nghĩa là chấm lượng tử đấy. Đây thì là một cái công nghệ quá quen thuộc đối với cả các dòng TV rồi. Thế tuy nhiên là ở trên TV LG thì nó sẽ có một cái đặc điểm khác biệt hơn, đó là nó sẽ kết hợp thêm với cả các cái nano cell. Đây gọi là bộ lọc màu độc quyền của LG, nó sẽ giúp tái tạo lại màu sắc tinh khiết và trong veo, màu sắc sẽ sống động như thật. Tiếp tục nữa là cái TV này nó sẽ có một công nghệ gọi là công nghệ làm tối cục bộ Precision Dimming Pro. Đấy, nó sẽ được sử dụng để mà giảm ánh sáng của các cái đèn nền ở các cái vùng tối, như là trong các cái cảnh trời đêm này, bóng râm, màu sắc đen, mà vẫn giữ được những cái vùng sáng màu rực rỡ, từ đó làm tăng độ tương phản, độ chi tiết của màu sắc, giúp cho người dùng cảm nhận được ý đồ nghệ thuật của game và phim một cách đầy đủ nhất. Từ những cái công nghệ trên ấy, thì sẽ giúp cho cái khả năng kiểm soát các cái vùng sáng tối, cân bằng màu sắc của TV LG QNED khi mà chúng ta xem các cái nội dung nhiều là thế giới động vật này. Và TV QNED thì nó sẽ thể hiện rõ các cái chi tiết cận cảnh như là lông này, da hay bụi bặm. Ở cảnh có nắng gắt thì màu lông của hổ báo, sư tử nó sẽ không bị cháy và chi tiết thể hiện lên nó sẽ rất là rõ nét. Còn khi mà chúng ta xem các cái nội dung về đồng cỏ các thứ chẳng hạn ấy, thì cái vùng cỏ với cái cường độ ánh sáng khác nhau, các cái mảng màu trắng, đen, vàng ở những cái vùng sáng tối nó sẽ không bị bệt và lẫn vào nhau. Nói chung ý, là cái TV QNED này ý, nó là cái sự kết hợp giữa các cái công nghệ như là nano này, quantum và mini LED hay là LED. Chiếc này ý, thì nó là QNED 80 nên là nó sẽ sử dụng tấm nền là LED. Còn nếu mà là QNED 86 hay là QNED 99 thì nó sẽ có tấm nền mini LED cho mình. Cái màn hình này thì sẽ có tới 30.000 bóng đèn LED nhỏ giúp tăng độ sáng này, độ tương phản. Và những cái điểm phát sáng nhỏ này nó sẽ phủ rộng và trải dài trên khắp bề mặt của TV. Và những điểm phát sáng nhỏ này nó sẽ phủ trên diện tích rộng cho độ sáng tốt hơn này, chính xác hơn. Nhất là khi mà chúng ta thể hiện những cái màu đen hay là các cái khung cảnh tối ở trong phim hay ở trong game, giúp cho chất lượng hình ảnh của TV QNED tiệm cận với chất lượng hình ảnh của TV OLED.
Tất nhiên nói là tiệm cận thôi, chứ còn bảo là bằng được TV OLED thì chắc là không bằng được. Nhưng mà ít nhất ở trên cái màn hình này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái màu đen này rất là sâu luôn, đúng không nào? Đấy, chứ nó không bị cái hiện tượng là xám xám mờ mờ đục đục. Và góc nhìn thì cực kỳ ngon, nghĩa là các bạn có thể ngồi như mình ở đây mà chúng ta vẫn có thể xem được TV như thế này, mà không nhất thiết phải ngồi chính diện TV đâu. Đấy, góc nhìn phải nói là cực kỳ tốt luôn. Đấy là những thông số cơ bản thôi. Thế còn đi sâu vào chi tiết về cái màn hình này thì nó sẽ có những yếu tố gì nữa? Một phần cái chất lượng hình ảnh của TV này nó cũng sẽ đến từ cái bộ vi xử lý Alpha 7 Gen 5 AI Professional 4K ở đây. Đấy, và cái sự tiện dụng khi mà mình sử dụng các mẫu TV của LG đó là nó có một cái điều khiển Magic Remote như thế này. Ví dụ nhá, mình có thể chỉnh ở đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, chỉnh đến bất kỳ nơi đâu ở trên cái màn hình này một cách rất là nhanh chóng mà chúng ta không nhất thiết phải ấn như này. Ví dụ chúng ta ấn này thì nó rất là lâu, đúng không nào? Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta di chuyển như này, đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Nó sẽ rất là nhanh luôn. Thì cái điều này nó sẽ rất là tiện cho chúng ta, ví dụ chúng ta với từ trên này xong chúng ta xuống thẳng dưới đây luôn này. Đấy, hay là chúng ta nhập liệu thì nó sẽ cực kỳ nhanh. Đấy, ngoài ra nữa thì cái mẫu TV này nó sẽ còn có cả kết hợp thêm cả giọng nói nữa. Mình sẽ lấy ví dụ nhá. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Đây là dự báo thời tiết ở Hà Nội, dự báo mây bao phủ 75% vào hôm nay. Hay là đơn giản, mình muốn mở YouTube chẳng hạn. Mở YouTube. Chuyển đến ứng dụng YouTube. Rất là nhanh luôn, đúng không nào? Các bạn có thể thấy đấy, tốc độ thì nó rất là nhanh. Và chúng ta cũng có thể kết nối điện thoại với cả TV để mà phản chiếu hình ảnh của điện thoại lên trên TV được. Đấy, cái điều này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở trên cái điều khiển này thì mình rất là thích ở cái chỗ là nó có các cái phím tắt nhanh như này này để mình truy cập. Ví dụ như mình có thể truy cập vào Netflix, ấn một phát như này là nó sẽ vào ứng dụng Netflix luôn. Hay là mình ấn một phát như này thì nó sẽ mở cái ứng dụng FPT Play ra. Đấy, nó sẽ rất là tiện, rất là nhanh. Mà mình không nhất thiết là phải tìm xem là cái ứng dụng FPT Play ở đâu hay là ứng dụng Netflix ở đâu để mà mình vào. Đấy, chỉ cần ấn một nút ở trên này như thế này. Hay là chúng ta có thể vào Disney Cộng các thứ, rất là dễ dàng luôn. Đối với cả các mẫu TV của LG thì chúng ta cũng có thể kết nối thêm với cả hệ sinh thái chung của LG. Ví dụ như là bây giờ ở nhà bạn có máy lọc không khí của LG, hay là có tủ lạnh của LG, hay là có styler của LG chẳng hạn, hay là thậm chí là điều hòa của LG, các bạn cũng có thể kết nối vào đây để chúng ta link nó với nhau. Đấy, thì đây là cái tính đồng bộ hóa rất là cao trong hệ sinh thái của LG. Thế còn về âm thanh thì sao? Cái mẫu TV này của chúng ta nó sẽ có hai loa ở hai bên. Công suất mỗi loa là 10W, vậy là tổng công suất loa sẽ là 20W. Với công suất loa là 20W ấy, thì xét ở trên tham chiếu một mẫu TV thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Đấy, nếu mà chúng ta nghe cái âm thanh của TV thì nó sẽ nghe ổn khi mà chúng ta xem bình luận bóng đá này, chúng ta xem thời sự này, hay là chúng ta xem các cái dạng video bình thường. Còn nếu mà các bạn muốn nghe nhạc mà nghe hay nhá, hay là muốn xem phim mà phải nghe âm thanh thiết với thứ việc thực sự sống động ấy, thì mình khuyên các bạn là nên kết nối thêm với cả loa Bluetooth hoặc là các cái mẫu loa sao 3, thì như thế chúng ta sẽ có một cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Tiếp tục nữa, một cái điều mà người ta quan tâm ở một cái TV đó là cái khả năng tiêu thụ điện của nó sẽ như thế nào. Đấy, cũng có nhiều người người ta lo đến việc là sử dụng TV nó sẽ tốn điện, đúng không nào? Nhưng không, sử dụng TV này nó sẽ rất là tiết kiệm điện. Theo tiêu chuẩn của Bộ Công Thương ấy, trong cái nhãn dán năng lượng mà mình xem ấy, thì nó đạt 5 sao luôn, nghĩa là càng nhiều sao thì càng tiết kiệm điện. Và cái TV này thì nó sẽ tiêu tốn là khoảng 200W. Như vậy là chúng ta sử dụng liên tục trong 5 giờ đồng hồ mới tiêu tốn có một số điện thôi. Nghĩa là 5 tiếng hết có 3.000 đồng thì các bạn biết là một tiếng sử dụng hết có mấy trăm đồng. Thì 600 đồng thì mình nghĩ là như thế không cần phải quan tâm tới, đúng không nào? Rất tiết kiệm. Các cái cổng kết nối thì cũng cực kỳ đầy đủ, như mình có xem ở phía sau này đây. Đấy, thì các cái cổng kết nối như kiểu là HDMI cái thứ, rồi là USB cái thứ là đầy đủ ở đây hết. Thậm chí là đây các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái mẫu TV này nó có tới 4 cổng HDMI luôn này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất nhiều luôn. Bình thường mình review các mẫu TV khác ấy, thì nó chỉ thường nó tầm khoảng 3 cổng HDMI đã thuộc dạng nhiều lắm rồi. Cái này có 4 cổng HDMI, rồi là cổng USB để chúng ta có thể cắm các cái nội dung video 4K ở đây để chúng ta xem, hoặc là chúng ta có thể kết nối với cả chuột hoặc là bàn phím các thứ chẳng hạn. Nhưng mà với mình thì chắc là mình sẽ không cắm chuột với bàn phím đâu, bởi vì cái điều khiển nó quá tiện dụng rồi. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu về cái mẫu TV LG 65 inch QNED này. Đấy, mà thực ra là đây là cái mẫu TV này của mình là cái mẫu 65 inch thôi, nhưng mà LG thì còn có rất là nhiều các cái mẫu khác nữa phủ đều trên rất nhiều các cái phân khúc giá để cho chúng ta có thể lựa chọn được. Rồi, thế còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về cái mẫu TV này của LG? Hãy để lại comment cho mình biết nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tất cả những cái thông tin về cái mẫu TV này, về giá bán, các khuyến mại đi kèm cũng như là các cái thông số chi tiết khác, mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Bye bye.